Chín rồi à, nhanh thế. Chín rồi, có quả thùng rồi. Đâu 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 một quả chín đâu rồi xem nào. Quả đầu tiên. Nổ luôn. Ăn đi, ăn thử xem nào. Ui, chín ngon chưa? Lòng đào này. Lòng đào. Cầm cầm. Anh có quả chín 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 mấy? Cầm cái đuôi đi. Ui, lòng đào ăn mới ngon. Lòng đào ăn mới ngon. Cầm cái đuôi đi. Đuôi đi. Em bóc vào. Bóc vào. Nào, 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 nào. Bóc vào rồi. Bóc tiền với anh này. Đây. Này, này, cô, cô. Thế các thanh niên định làm gì với mấy quả trứng này đây? Nướng trứng ngon đấy. Ra vườn rau, ra vườn rau. Đấy, ngay ở giữa đấy. Các thanh niên lấy đất làm gì đây? À, nướng trứng gì? À, quyết định là lấy trứng và đất để bọc nướng à? Món này lạ đấy. Hai thanh niên đang giống bếp à? Ô, có cái củ gì này? Củ khoai nướng à? Thank you.
Hình như là thiếu đất đấy, ô khi phải một thanh niên nào đi ra lấy đất đi. Ừ đúng rồi, cho mỏng đất thôi thì nó nhanh chín đấy. Ui nhiều trứng phết nhở. Này mỗi thanh niên mấy quả cơ à? Thank you.
chơi đợi chơi bài đây. Ờ chơi đi. Chơi bắt chơi đi này. Nhân chị cũng qua bên rồi. Ờ. À đâu ấy? À đâu đi? Mẹ ơi, đâu gì? Con còn đau nhỉ? Đau quá. Nóng rồi còn bún bậy.
có nước và nước hạ mẹ. Đã đau một bụng bánh bu nói ra. Hiệu bu 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 hai mười cộng một tao hơn tí á, tao hơn nhiều tí. Tao mới hai à, tám. Ô tao lại được bốn rồi, hai này hai hơn chưa? Ba hai rồi tám. Tao được bốn chắc rồi. Tao ừ ôi bên kia bên này bốn, đúng một bên nó cân à, đúng hai bên nó cân vả tấp. Một cái ở kia kìa. Một cái kìa. Kìa. Cái một đi kìa. Không muốn pha thật đấy. À, trong lúc chờ đợi trứng chín là các thanh niên đang ngồi đánh bài đấy à? Thanh nào thua nhiều nhất? Hả? Thằng nào thanh niên nào bị thua nhiều nhất? Sáu. Gì? Tao ít nhất này. Tao vẫn trắng trẻo. Sáu. Sáu. Có đi ăn. Bảy. Bảy à? Người Việt sống được bát. Người ta được búng rồi. À, nói. Cay quá, ván sau búng thật mạnh cho chúng nó cay. Búng tao. Búng nè. Búng nè. Búng nè. Với là hạ hỏa nhẹ thôi. Tám. Cay rồi. Cô đâu ơi. Làm nóng rồi. Làm nóng vấn đề rồi đi. Tám. Ghê. Ba. Năm. Tám. Đây là một phần hai đi. Tám. Đáng đáng. Tao khử thôi mà. Tao khử. Nhìn lúc cơ đèn. Đèn cày nùa. Ui bình thường. Đáng cày nùa. Mà cứ để tèm. Thầy. Bắn này tao nhất thì tao bắn. Tao chảy máu tài. Bắn chảy cả máu tài luôn. Cơ. Chưa. Mười. Liêm. Ở đâu này? Điểm rồi. Mấy? Mấy? Ba điểm, ba điểm. Bốn rồi. Sáu. Tao bốn mươi cô. Có ngày sáu hả? Tao ba. Tao bảy. Tao kia nó bảy. Tám sao? À bảy. Có bảy. Ừ. Ai cho mười? Tám mười bốn không? Đây đây. Đây đây. Bốn mươi. Tao đã bốn mươi. Tay làm. Ai à? Ai à? Búng một thịt. Búng một chỗ này. Tay búng chỗ này. Ơ tưởng búng vào tay chứ. Chú búng chỗ này. Đau ấy. Gầy 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 thét á. Cứ chia đi, cứ chia đi. Đại đại bật chú em. Thật mỏng ấy. Mỏng tôi về. Ui ôi, còn này nứt luôn này anh Việt. Nứt luôn. Nứt luôn. Này. Rồi. Ui ôi. Ui ôi vỡ luôn. Ui ôi. Nữa gì á? Chắc chín rồi nhá. Gì? Quả. Ui như trứng luôn nè. Đâu xem nào. Treo thủ một quả nó ra đi. Trứng á. Ui giời ôi. Ngon. Ui cái trứng rồi đấy. Ui quả này sắp được rồi. Ôi quả này thủng bó luôn đấy bây giờ. Quả này luôn nó nổ bó rồi. Nó nổ đấy. Quả này cứ để tí nữa ăn, để tí nữa ăn. Chín rồi. Để vào đây. Ồ chín rồi à, nhanh thế. Sắp chín rồi, có quả thủng rồi. Đâu một quả chín đâu rồi xem nào. Quả đầu tiên. Nổ luôn. Ăn đi, ăn thử xem nào. Ui chín ngon chưa. Lòng đào này. Lòng đào. Ăn thôi. Cầm đi. Anh cầm quả quả chín, chín mấy. Cầm cái đuôi đi. Ui lòng đào ăn mới ngon. Lòng đào ăn mới ngon. Cầm đuôi cái gì? Đây! Em bóc vào. Bóc bóng này. Nào. Bóc tôi với. Bóc tim với anh em. Đây. Này này, này cô. Nào nè. Ngon lắm, ngon lắm. Ngoan thêm. Lấy quả này kìa. Còn nứt cái kìa. Không còn khoai nữa nhỉ. Đây. Đằng kia cơ, đằng dưới kia, đằng dưới cái mạch đấy đấy. Còn đấy chẳng ngon à? Đây ơi, đây ơi, đây ơi. Bình tĩnh. Còn này là chứng chỉ. Đồ mẹ ăn rất mạnh nhau rồi. Đây là cái đàn.
ngon chưa? Dạ, mẹ ơi. Nóng
quá là kết được đấy. Củ quả này ngon chưa? Không. Ngon. Ừ. Xin đây. Củ quả này ngon nè. Xin gì á? Ta mới làm đỏ này. Đấy, làm đỏ đây. Đấy, làm đỏ rồi. Ta không ngon đâu. Ngon. Ngon đấy. Làm đỏ. Đỏ hơn. Trắng này. Tao ăn ngon nhỉ? Trắng trắng hơn. Ngon đấy. Ừ, ngon thật. Ngon tuyệt vời luôn. Ăn luôn đi. Ăn chỗ cháy đắng lắm. Ăn nhìn ngon thế nhỉ? Quá đúng rồi. Chưa kịp ăn đã dừng đất. Ăn không? Thôi chết rồi. Thế giờ vừa cùng mất cái ăn. Em vừa nói. Vẫn ăn được. Vẫn ăn được. Rơi xuống đất thủ phủ lại ăn. Đây có vỏ không sợ vậy nhỉ? Ăn được. Thằng kia bị nhọ mà trông một cười thế. Nào. Đấy. Ừ. Theo để con đẹp. Ừ. Em á. Theo. Dạ. Vịt ở trong này này, ngủ đây này. Vâng. Ấy,
đây, đây đâu rồi này. À bốn mà. Mẹ. Anh giữ nhá, anh giữ này, em bày mấy cái cháy này ra. Anh cho biết cái gì hả? Để em. Cầm cầm. Mẹ. Đấy. Ừ. Có cái gì bày ra? 100% hết rồi. Ui, có gì không này?